rồi đúng không? Mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn thua có chưa? Bao nhiêu thua chưa? Mười chưa năm chưa? Nữa chưa thua à? Không đổ hàng hay tay đổ hàng. Tay ông được chưa đấy? Đây 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 đổ bạn. Đổ thì đổ cái. Trước bố không bao giờ kêu nhá. Bây giờ kêu về đây đâu. Đấy. Đó, cái con nó khác.